Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khung giờ đọc truyện dài kỳ lúc 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Thứ Nữ Hữu Độc của tác giả Tần Giản. Qua sự diễn đọc của Totoro-chan, hãy để lại comment cảm xúc để cổ vũ cho Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan qua số tài khoản ngân hàng hoặc số tài khoản PayPal ở mục miêu tả video. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 137 Bỏ đá xuống giếng, phần 2. Điện Cát Tường vừa mới cháy, hoàng đế vẫn còn đang tức giận. Chỉ có Liên Phi mới dám bắn pháo hoa vào lúc này. Vậy mà hoàng đế lại như hoàn toàn quên đi chuyện không thoải mái lúc trước, cực kỳ vui vẻ xem pháo hoa đầy trời. Ái Phi, quả thật là sáng tạo. Ánh mắt của hoàng hậu nhìn về phía Liên Phi thêm một tia oán hận, nụ cười của Liên Phi lại càng sâu hơn. Tôn Duyên Quân nói nhỏ, vị ương, muội thấy không? Bệ hạ đặc biệt sủng ái Liên Phi nương nương, vừa rồi mới hỏa hoạn xong, nàng ấy còn dám bắn pháo hoa trong cung. Lý Vị Ương gật đầu, Liên Phi nương nương xinh đẹp vô cùng, thông minh thanh tú, nàng ấy làm vậy tất nhiên là có dụng ý. Một mặt là thị uy với người khác, mặt còn lại thì đương nhiên là... Quả nhiên nghe thấy Liên Phi cười nói, bệ hạ, người xem, nhiều pháo hoa như vậy vẫn bình an vô sự, có thể thấy quyết định vừa rồi của bệ hạ là vô cùng anh minh, thuận theo ý trời. Hoàng đế gật đầu, đúng là như thế. Điện Cát Tường vô duyên vô cớ cháy chính là chuyện kỳ lạ. Mà hiện tại ông hủy bỏ hôn sự này, bắn nhiều pháo hoa như vậy cũng chẳng có thấy chuyện gì không may. Có thể thấy vừa rồi, đúng là trời cao cảnh cáo. Ông bất giác thấy may mắn, mình không kiên trì tự chủ trương. Nếu câu nệ quân vô hí ngôn, ngược lại sẽ dọc giận trời cao, mất nhiều hơn được. Ông lập tức kéo tay Liên Phi cười. Ái Phi nói rất đúng. Chậm sớm nên nghe lời nàng. Hoàng hậu cùng Đức Phi nghe xong thì sắc mặt đều trở nên khó coi dị thường, nhất là Đức Phi gần như không khống chế được, siết chặt ly rượu trong tay, thiếu chút nữa thì đổ cả ra ngoài. Thường ngày bà ta chú ý trang nghiêm nhất, nhưng lúc này lại không kiềm chế được. Liên Phi thực sự quá kiêu ngạo, thậm chí mấy ngày trước còn tìm cớ gây hấn, đánh chết một nữ quan bên người Đức Phi, tạo kích thích nghiêm trọng cho Đức Phi. Liên Phi lặng lẽ liếc mắt ra hiệu cho Lý Vị Ương dưới đài. Lý Vị Ương khẽ mỉm cười, lờ đãng quay đầu phát hiện Lý Mẫn Đức lúc này đã ngồi tại vị trí của hắn, phía sau cách đó không xa, đặt ngọn đèn. Người cùng ánh nến tỏa sáng lẫn nhau, hắn vốn có dung nhan tinh xảo đẹp đẽ lại càng thêm bảy phần tà khí, phảng phất như nhận lấy ánh mắt từ phía này đến. Lý Mẫn Đức đột nhiên nâng mắt nhìn nàng, cũng lộ ra tươi cười. Lý Vị Ương nhìn thấy ý cười trong mắt hắn, đột nhiên hiểu ra. Người kia to gan lớn mật phóng hỏa trong cung thì thôi, giờ còn ra vẻ như không có việc gì. Lý Vị Ương bất giác thấy chột dạ, nhấp một ngụm rượu hoa lê ngọt lành. Rượu nhập miệng, tâm bình tĩnh mà vẫn sinh ra lo lắng nhẹ nhẹ. Chén rượu rơi xuống bàn, tạo thành tiếng vang, thu hút rất nhiều ánh mắt. Sắc mặt Đức Phi càng thêm khó coi, Liên Phi không nhanh không chậm uống một ngụm rượu rồi mới thản nhiên nói, Đức Phi tỉ tỉ làm sao vậy? Ta không cẩn thận, làm rơi ly rượu thôi. Đức Phi gượng cười, hôm nay vì đối phó Lý Vị Ương, bà ta đã mất hết thể diện, vạn lần không thể lộ ra chút gì bất mãn. Ồ, Liên Phi nghe vậy thì khẽ liếc mắt qua mặt Đức Phi, cười như có như không. Vậy Đức Phi tỉ tỉ phải cẩn thận, đừng làm đổ rượu ngon. Sau đó nàng cũng không nói gì nữa, dường như không thèm để ý đến Đức Phi sơ sẩy, dồn hết sự chú ý lên đài ca múa. Sắc mặt Đức Phi càng tái nhợt, người xung quanh suy nghĩ khác nhau, chỉ riêng thất hoàng tử Tháp Bạt Ngọc thì lộ ra vẻ lo lắng. Mẫu Phi dù có thế nào thì cũng là người sinh ra hắn, sao hắn có thể không lo lắng được? Lý Vị Ương từ xa nhìn, cười lạnh một tiếng, quay đầu đi, vừa rồi Đức Phi còn nhàn nhã bỏ đá xuống giếng, chỉ sợ ngày chết rất nhanh sẽ đến. Rượu qua ba lượt, ca múa vẫn chậm chậm kéo dài, gió lạnh ban đêm phất tật mạnh lên người, hoàng đế lại hứng thú dâng cao, long tâm đại duyệt lớn tiếng nói. Liên Phi bố trí ca múa rất hay, người đâu, ban thưởng rượu thanh long. Vừa dứt lời, hoàng hậu cùng Đức Phi đồng thời biến sắc. Rượu thanh long được ủ theo bí thuật của hoàng thất tiền triều, có tác dụng kéo dài tuổi thọ, dưỡng thần bổ khí, bao năm qua chỉ có một mình hoàng đế được hưởng thụ, ngay cả hoàng hậu cũng chưa từng chạm qua.
hôm nay lại cứ thế ban cho một phi tử, thật sự khó có thể chấp nhận được. Nhưng trường hợp này căn bản không cho phép bất luận kẻ nào xen mồm vào. Thái giám nâng rượu thanh long trong tay, từng bước một đi lên, đưa đến trước mặt Liên Phi. Liên Phi cười tươi như hoa. Bệ hạ, thân thể thần thiếp hiện giờ sợ rằng không thể uống nhiều. Hoàng đế cười, nàng nhấp một ngụm là được, còn lại cứ giao cho trẫm. Ban ân như vậy, quả thật đã là đến cực điểm. Sắc mặt hoàng hậu đột nhiên khôi phục bình tĩnh, chỉ cười lạnh một tiếng, không cất lời. Liên Phi mỉm cười nhận lấy ly rượu trong tay thái giám, đang định uống mà đột nhiên kinh sợ kêu một tiếng. Bệ hạ, ngài xem. Hoàng đế nhìn thoáng qua, một con sâu không biết rơi vào trong rượu từ lúc nào. Ông vừa định tức giận thì thấy ly rượu rất nhanh phiếm ra màu tro tàn. Hoàng đế lật đổ rượu, tức giận hét lên với thái giám tổng quản. Thế này là thế nào? Tổng quản thái giám Chu Tượng sửng sốt, lập tức quỳ đi đến chỗ ly rượu, cầm ly rượu lên, thấy con sâu đã chết bên trong, tựa như người nào đó hất một chậu nước lạnh lên người, toàn thân run rẩy, sắc mặt lụn bại. Cứng họng nói, bệ hạ, sâu này có lẽ tham rượu bị say chết, nô tài lập tức phái người cẩn thận kiểm tra. Trần viện phán thái y viện đang ngồi bên dưới nghe vậy thì bước nhanh lên. Bệ hạ, xin cho phép thần kiểm tra. Hoàng đế gật đầu, Trần viện phán lập tức cẩn thận nâng thi thể con sâu nhỏ kia lên. Sắc mặt biến đổi. Bệ hạ, sâu này tên là rượu ác, thích nhất là sống trong rượu, chắc chắn sẽ không bị chết vì say rượu được. Xin bệ hạ hạ chỉ cho phép thần kiểm tra kỹ càng ly rượu này. Thời gian từng phút một trôi qua, sắc mặt đám người hoàng đế, hoàng hậu, thái tử càng lúc càng âm trầm. Lý Vị Ương che giấu đi ý cười lạnh dưới đáy mắt. Rất nhiều lúc làm hoàng đế cũng chẳng bằng dân chúng bình thường, hơi động tí là bị ám sát, bỏ độc, vừa sống vừa lo sợ. Thật lâu sau, Trần Viện Phán mới mở miệng. Trong rượu này có độc? Không, không có khả năng. Tất cả rượu đem đến đều đã dùng ngân châm kiểm tra. Chu Tượng thốt lên. Tiền triều thường cho thái giám nghiệm rượu, có điều biện pháp này quá tàn nhẫn. Hơn nữa, nhiều độc là mãn tính, rất khó nhận ra kết quả ngay lập tức. Vì để bảo đảm không có gì sơ suất, hiện giờ đã bắt đầu dùng châm bạc, đũa bạc cùng một số loại thuốc thái y viện cung cấp để nghiệm độc. Rượu thanh long hôm nay tất nhiên cũng đã trải qua vô số trình tự mới được trình lên, làm sao có thể bị hạ độc. Trần viện phán lắc đầu. Hạc đỉnh hồng thêm trá cô xương đều 2 lượng, đủ để độc chết một con hổ. Hạc đỉnh hồng màu sắc rõ ràng còn có mùi hơi tanh, trá cô xương lại mang vị hơi ngọt, hai thứ trộn lẫn vừa đủ tạm thời ngăn chặn độc tính lẫn nhau, cho dù có dùng đồ bạc cũng không nghiệm ra được. Người uống không trúng độc ngay lập tức, không dễ bị phát hiện, nhưng chưa đầy 3 ngày, độc tính triệt để bùng phát, độc tính mãnh liệt gấp đôi, người hạ độc thật sự quá độc ác. Sắc mặt Liên Phi biến đổi, ánh lệ trong suốt quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ, thần thiếp từ nhỏ sinh trưởng nơi dân gian hương dã, kiến thức thiển cận, càng không có tâm cơ, là thiếu nữ không dành thế sự, may mắn trời giáng vinh hoa phú quý, quân vương đối xử thần thiếp tình thâm ý trọng, thần thiếp vốn tưởng cuộc đời này đã có đường cảnh ngộ như vậy là thỏa mãn rồi, nhưng không ngờ lại có người không cho thần thiếp được làm bạn bên cạnh bệ hạ, cầu xin bệ hạ tha thứ, cho phép thần thiếp được rời khỏi cung đình, mong giữ lại long tử trong bụng. Hoàng đế giận tím mặt, nàng đứng lên, trẫm muốn xem rốt cuộc là kẻ nào dám mưu hại ái phi cùng long tử của trẫm ngay trước mặt bao nhiêu người. Lý Vị Ương nhìn Liên Phi, khẽ chớp mắt, nghĩ thầm, nàng ấy cần đổ thêm nhiều dầu hơn vào lửa. Liên Phi như có tâm linh tương thông, nước mắt rơi như mưa, rua phỉ thúy rủ xuống từ châm cài, khẽ động theo tiếng khóc nỉ non thưa thớt. Bệ hạ, cầu xin người đừng làm to chuyện vì thần thiếp hèn mọn này, đừng truy cứu nữa. Dù sao đối phương chỉ ghen tị thần thiếp được sủng ái, cũng không phải muốn hại bệ hạ. Để không phát sinh thảm kịch như nhị hoàng tử, chẳng bằng để thần thiếp rời đi, bảo toàn thể diện hoàng gia. Thác Bạt Ngọc luôn lặng lặng quan sát, trong lòng kêu không tốt. Trong khoảnh khắc, sắc mặt hoàng đế trở nên tức giận dị thường. Nhiều năm trôi qua, chuyện làm hoàng đế thương tâm giận dữ nhất chính là cái chết của nhị hoàng tử Thác Bạt Cảnh. Nhị hoàng tử Thác Bạt Cảnh là con trai thứ hai của hoàng đế, nhỏ hơn thái tử 2 tuổi, trời sinh nhân ái rộng lượng, luôn thiện tâm với người ngoài, từ nhỏ rất được cha mẹ thương yêu, thậm chí còn hơn cả thái tử. Nhưng nhị hoàng tử sủng ái Trắc Phi Lâm Thị quá mức, vắng vẻ hoàng tử Phi Lưu Thị. Lưu Thị lại là nữ nhân thủ đoạn độc ác, nàng ta thấy Thác Bạt Cảnh cả ngày ân ân ái ái với Lâm Thị, vừa bất đắc dĩ lại vừa ghen ghét, dứt khoát hạ độc trong cơm.
Thoạt bản cảnh mệnh chưa tuyệt, ăn xong không bị độc chết, nhưng từ đó về sau bệnh tật nằm giường. Chuyện này ồn ào huyên náo, hoàng đế mặt rồng giận dữ, hạ chiếu biếm Liêu thị thành thứ dân, bàn chết tại nhà. Thác Bạt Cảnh được đón về cung dưỡng bệnh, nhưng độc tính đã ngấm vào thân thể. Hơn nữa trong lòng hối hận hổ thẹn, bệnh tình càng lúc càng nặng. Cố gắng chống đỡ chưa đến nửa năm cuối cùng chết đi. Nhớ tới Thác Bạt Cảnh, hoàng đế lại đau lòng, bởi vậy càng nghĩ đến thề thiếp tranh đấu, tai họa cung đình. Tuy ông mới hơn 50 tuổi mà tinh thần thể lực đã già đi rõ ràng, thân thể mỗi ngày yếu hơn. Trong một năm bị bệnh đến mấy lần, sau mỗi lần bệnh thể lực và tinh thần lại suy yếu thêm. Qua thật lâu vẫn không thể khôi phục như cũ. Cũng vì thế ông càng khoan dung với phi tử hậu cung. Nhưng ông không ngờ mình khoan dung lại vô ý thành phóng túng hung thủ. Tranh đấu hậu cung càng lúc càng mãnh liệt, kéo thẳng đến trước đại điện, mất hết thể diện hoàng tộc. Hoàng đế nghĩ đến đây, trừng mắt lạnh giọng: "Cha, nhất định phải nghiêm tra triệt để, trẫm muốn xem rốt cuộc là kẻ nào to gan lớn mật." Hoàng đế vừa dứt lời, chợt nghe dưới đài có tiếng động. Hóa ra một cung nữ đứng dưới bậc thềm bị ngã quỳ xuống đất, đúng là cung nữ Bách Hợp hầu hạ Đức Phi. Đức Phi nhìn cảnh này, đầu ầm một tiếng, kêu khổ trong lòng: "Nhà đầu này sao thế kia?" Hoàng đế thấy thế thì lớn tiếng hỏi: "Làm sao thế hả?" Bách Hợp thấy hoàng đế hỏi thì cả người run rẩy: "Bệ hạ, bệ hạ, độc này không liên quan đến nô tỳ." Vừa dứt lời, Đức Phi lập tức đứng lên lớn tiếng quát: "Người nói bậy bạ cái gì thế, còn không mau cút xuống." Sau đó bà ta vội quay đầu nói: "Bệ hạ, nha đầu kia gần đây tâm thần bất an, có thể bị cái gì đó ám." Liên Phi biến sắc: "Đức Phi tỷ tỷ, cung nữ này là người bên cạnh tỷ, chẳng lẽ có chuyện gì muốn nói ư?" Đức Phi chừng mắt biến sắc, tức giận nhíu mày kìm chế lửa giận: "Muội có ý gì, chẳng lẽ là đang nghi ngờ ta?" Hoàng đế lạnh mắt nhìn: "Im miệng, để nàng ta nói tiếp." Hoàng hậu liếc mắt với thái tử, trao đổi ánh mắt chỉ hai người hiểu. Nhìn thấy hai kẻ tự cho mình là bọ ngựa rình sau kia, Lý Vị Ương chỉ nở một nụ cười thản nhiên, ung dung nhìn bọn họ, giống như đang ngồi bên dưới xem tiết mục kịch nói cực kỳ phấn khích trên đài diễn. Liên Phi lạnh lùng nhìn cung nữ tên Bách Hợp kia, gằn từng chữ: "Vừa rồi người mất hết lễ nghi trước đại điện, sớm phạm tội có thể dùng côn đánh chết. Nếu còn không ăn ngay nói thật, chờ cung quỳ xử trí đi." "Nô tỳ, nô tỳ muốn tố cáo tổng quản thái giám, nô tỳ muốn tố cáo chu tượng." Bách Hợp đột nhiên đứng thẳng dậy, cắn chặt răng lớn tiếng nói. Chu tượng nhảy dựng lên lạnh lùng nói: "Nhà đầu ngươi điên rồi, còn không mau cút xuống." Hoàng hậu đột nhiên cười lạnh: "Chu tượng, ở đây trước mặt bệ hạ ngươi đã kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ làm thái giám tổng quản lâu, thật coi mình thành chủ tử sao?" Chu tượng biến sắc, lúng túng nói không ra lời, chỉ trừng mắt cảnh cáo liếc Bách Hợp. Nhưng Bách Hợp cũng không điếm xỉa tới, lớn tiếng hô: "Nô tỳ biết hết, là Đức Phi nương nương thu mua tổng quản thái giám Chu Tượng để hắn hạ độc trong rượu Thanh Long." Lời vừa nói ra cả điện ồ lên. Đức Phi giận dữ đầy mặt lớn tiếng quát: "Nhà đầu này điên rồi, ta chưa từng thu mua Chu Tượng, hắn lấy đâu ra lá gan mưu hại Liên Phi? Người nói năng bậy bạ là do ai sai khiến?" Lúc này các đại thần trong điện trên trán đều thấm ra mồ hôi, nhất là những nhân vật xưa nay qua lại thân mật với Đức Phi hoặc thất hoàng tử, tim đập thình thịch, nhưng đều cắn răng, tận lực ngồi thẳng lưng, mở to mắt nhìn thế cục phát triển. Nếu Đức Phi thật sự làm ra loại chuyện này, còn bị tố giác, vậy hoàng đế nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Bách Hợm dập đầu thật mạnh vài lần, lúc ngẩng lên trán đã xanh tím. "Nương nương, nô tỳ vốn không định bán đứng nương nương, nhưng ngài không nên vì mua thu Chu Tượng mà ban nô tỳ cho hắn làm đối thực. 3 tháng nay nô tỳ quả thật đã sống những ngày không phải là người, nô tỳ không thể chịu được nữa, cho dù chết nô tỳ cũng không muốn tiếp tục với hắn nữa." Nói xong nàng ấy kéo áo ra lộ bả vai bên trái, hành động như vậy có thể nói cực kỳ vô lễ. Nhưng lúc này mọi người lại không để ý điều đó, bởi vì bọn họ đều nhìn rõ ràng trên vai Bách Hợp chỗ xanh chỗ tím, phủ kín vết thương, từng thớ thịt như bị dã thú cào cấu, vô cùng thê thảm, gần như không có chỗ nào lành lặn. Nàng nói rõ ràng từng chữ: "Chủ tượng không phải là người, mà là đồ súc sinh, hắn tìm mọi cách ngược đãi tra tấn nô tỳ. Nương nương, nếu không vì ham muốn cá nhân của ngài, ngài hà tất đã ban nô tỳ cho hắn? Ngài tự khoe mình khoan dung hiền hậu, mà vì sao phải đối xử với nha đầu luôn trung thành tận tâm với ngài như vậy?"
Nghe nhà đầu kia từng chữ mang huyết, đáy mắt Lý Vị Ương chợt lóe qua tươi cười. Trò diễn càng lúc càng phấn khích. Đức Phi nương nương, lúc bà đẩy ta xuống hố lửa, có từng nghĩ đến ta cũng đang chờ xem bà vạn kiếp bất phục? Chương 138: Đức Phi chết thảm. Thói quen đối thực đã sớm có từ lâu. Chủ tử thường xuyên danh chính ngôn thuận ban cung nữ cho thái giám, nhưng đại đa số đều là bọn họ tình đầu ý hợp, quý mến lẫn nhau, cho nên không có gì đặc biệt. Nhưng nhìn Bách Hợp rơi vào tình cảnh như vậy làm người khác thổn thức không ngừng. Các thiên kim tiểu thư đều che mặt, biểu cảm thương tình. Hoàng hậu trên mặt lộ ra thương xót. Có lẽ Đức Phi không biết ngươi sống khổ như vậy, tâm địa muội ấy luôn lương thiện, chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Bách Hợp liên tục lắc đầu. Nô tỳ từng cầu xin Đức Phi nương nương, nhưng người căn bản không nghe, còn nói nô tỳ không biết điều, được đi theo Chu Tượng là phúc khí của nô tỳ. Hoàng hậu lắp bắp kinh sợ. Đức Phi biết ư? Muội ấy lại không chịu giúp ngươi. Bách Hợp vô cùng bi phẫn. Dạ, Chu tổng quản được bệ hạ coi trọng như vậy, là người tâm phúc bậc nhất. Đức Phi nương nương ban nô tỳ cho Chu tổng quản là để lôi kéo hắn, để hắn nghe lời. Nhưng mà nô tỳ thật sự không sống nổi nữa, chết trên tay hắn thì chẳng bằng liều mạng cũng đòi lại công đạo cho bản thân. Nhìn thấy kế hoạch thuận lợi, trong lòng thái tử thầm mừng rỡ, ngoài mặt lại nhíu mày. Nếu ngươi thật sự có oan khuất, vì sao không đến bẩm báo mẫu hậu ta? Mẫu hậu mới là người đứng đầu lục cung. Bách Hợp nỉ non khóc. Chu Tượng vô cùng âm hiểm, uy hiếp nếu lộ ra nửa chữ sẽ tìm lý do đánh chết nô tỳ. Nô tỳ thật sự không dám nói. Nhưng hôm qua không may bị nô tỳ nghe được mưu đồ của nương nương và hắn, đoán chừng qua hôm nay chính là ngày nô tỳ chết. Như vậy chẳng bằng nói hết ra, chỉ cầu bệ hạ thương hại, cho nô tỳ được toàn thây. Mọi người càng nghe càng kinh hãi, không thể tin nổi tai mình. Làm sao lại có chuyện như vậy? Giữa hoàng cung đại nội, tổng quản thái giám thật sự liều lĩnh tùy tiện. Hoàng đế hiển nhiên cũng tức giận đến cực điểm, ép hỏi. Rốt cuộc người nghe thấy gì? Bách Hợp khóc rơi lệ đầy mặt, giọng nói nghẹn ngào. Nô tỳ nghe thấy. Thác Bạt Ngọc đột nhiên đứng dậy lớn tiếng nói. Phụ hoàng, lời của một cung nữ người cũng tin tưởng sao? Nàng ta nhất định đã bị kẻ khác thu mua. Cầu phụ hoàng đừng tin lời bậy bạ của nàng ta. Thái tử lập tức nhíu mày. Thật đệ, ta biết đệ quan tâm mẫu phi, nhưng mọi chuyện đương nhiên có phụ hoàng làm chủ. Đệ nghe xong rồi hãy nói. Thác Bạt Ngọc không phải đang nói đỡ cho mẫu thân của mình, mà hắn tin Đức Phi sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Mẫu thân đã sớm biết hoàng đế sủng ái Liên Phi, hơn nữa Liên Phi là người mình đưa vào cung, trợ giúp nhiều cho nghiệp lớn, trở mặt với nàng ta không hề có lợi. Tuy lúc trước Đức Phi với nàng ấy có không ít mâu thuẫn, mà chưa đến mức người chết ta sống, lại càng không cần thiết hạ độc ở trường hợp này. Đức Phi đúng là yêu con sốt ruột, xúc động làm việc, nhưng vẫn chưa ngu xuẩn đến mức này. Hoàng hậu cười lạnh một tiếng. Bách Hợp, ngươi còn không nói tiếp? Bách Hợp nước mắt rơi không ngừng. Dạ, buổi tối hôm qua, Chu Tượng say rượu trở về nói làm nhảm, rằng Đức Phi lệnh cho hắn tìm thời cơ hạ độc Liên Phi nương nương. Đức Phi nghe vậy thì kinh hãi, lời nói sắc bén, vẻ mặt nghiêm nghị. Người nói năng bậy bạ gì đó, ta chưa từng làm việc như thế, chỉ mấy lời say rượu mà có thể đem ra làm chứng cứ sao? Bách Hợp cắn răng, sau đó lấy bình sứ nhỏ từ trong người ra. Nô tỳ không nói vậy, nô tỳ có vật chứng. Thứ này là lấy từ trong người Chu Tượng, đúng là hỗn hợp giữa hai loại độc dược như lời thái y nói. Nếu bệ hạ không tin, có thể thử một lần. Nô tỳ chỉ là cung nữ hạ đẳng, thứ vô giá như thế này nếu không được Chu Tử ban tặng, cho dù bán, nô tỳ cũng không mua nổi. Cầu xin bệ hạ minh giám. Không sai, hạc đỉnh hồng cùng trá cô xương đều là đồ cấm trong cung, rất hiếm thấy, cung nữ tầm thường không thể có được. Lời cung nữ này đều là đâm trúng tâm tư của hoàng đế. Giữa hai hàng mày ông mờ ẩn có lửa giận nổi lên. Được, được lắm, Đức Phi, ngươi thật sự quá to gan. Hoàng hậu cố ý tiếc hận. Đức Phi muội muội, muội làm bậy quá rồi, sao có thể làm ra chuyện như thế này? Cho dù có ghen tị Liên Phi được sủng ái, cũng không nên quên trong bụng muội ấy còn có long trùng. Muội làm vậy chẳng phải cũng hại cả đứa nhỏ của bệ hạ hay sao? Liên Phi tức giận đến sắc mặt trắng bệch, quỳ rạp dưới chân hoàng đế, nước mắt rơi như mưa. Bệ hạ, ngài nhất định phải làm chủ cho thần thiếp, bằng không thần thiếp cũng không dám ở trong cung nữa. Cơ bắp trên mặt hoàng đế bất giác kéo căng, cùng với gân xanh nổi rõ trên huyệt thái dương, tỏ rõ ông ta đang phẫn nộ đến tận cùng. Thái tử chen thêm một câu rất hợp lực. Tâm tư nữ nhân hậu cung thật sự quá mức ác độc.
Phụ hoàng, nếu người không nghiêm trị, chỉ sợ tới nay về sau trong cung vĩnh viễn không có ngày an lành. Sắc mặt Lý Vị Ương khẽ nhiễm một tia lạnh lùng, khi thấy ánh mắt Liên Phi chiếu đến thì lộ ra nụ cười như có như không. Thất hoàng tử Thác Bạt Ngọc quỳ gối đến dưới bậc thềm, nói từng chữ rõ ràng. Phụ hoàng, nhi thần lấy tính mạng ra bảo đảm, mẫu phi tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Thường ngày mẫu phi đối xử với người thế nào, 20 năm nay mẫu phi làm người xử sự ra sao, phụ hoàng đều biết hết. Không phải người luôn nói mẫu phi là người dịu dàng đôn hậu hay sao? Vì sao lại tin lời một cung nữ cứ thế đơn giản định tội cho mẫu phi? Đức phi cũng nước mắt rơi như mưa, sắc mặt bi thương. Bệ hạ, thần thiếp thật sự vô tội. Vốn xuất phát từ lòng hảo tâm mới để Chu Tượng chăm sóc Bách Hợp. Ai ngờ Bách Hợp lại bị người khác thu mua hãm hại thần thiếp. Thần thiếp thật sự bị oan, không biết đã sai ở chỗ nào, bị người ta hãm hại như vậy. Đức phi đúng là có ý dùng Bách Hợp để thu mua Chu Tượng. Nhưng đây cũng là tạo hóa của Bách Hợp, bị đánh bị mắng thì thế nào? Chẳng lẽ như vậy là có thể phản bội chủ tử ư? Còn dám nói bà độc giết Liên Phi? Bà ngu xuẩn đến mức làm việc như vậy trước công chúng hay sao? Loại chuyện này không cần nghĩ cũng biết ai đang hãm hại bà. Bà bị lật đổ, thất hoàng tử đương nhiên chịu tổn thất to lớn. Người được lợi nhiều nhất không phải Liên Phi, mà là hoàng hậu và thái tử. Tâm tư thật độc ác. Hoàng đế đột nhiên cười to, làm người nghe giận tóc gáy. Chúng ái khanh đều nghe thấy rồi đó, đúng là giấu đầu lòi đuôi. Đức phi người luôn miệng nói mình vô tội. Vậy trẫm hỏi ngươi, Chu Tượng là thái giám tổng quản bên người trẫm, người vô duyên vô cớ hảo tâm ban cung nữ bên người cho hắn, chẳng lẽ bọn họ tâm đầu ý hợp sao? Hay là ngươi đã sớm dụng tâm kín đáo, hôm nay độc hại Liên Phi cùng cốt nhục trong bụng nàng, ngày mai có phải là định giết trẫm, lập con trai mình lên làm hoàng đế? Bệ hạ. Đức phi quỳ trên mặt đất cứng họng. Người đâu? Hoàng đế hét lên một tiếng. Vài cấm vệ ngoài điện bước vào. Trước giam đức phi lại, đợi điều tra rõ ràng rồi xử phạt. Mấy tên cấm vệ đồng loạt tiến lên, kéo đức phi ra khỏi đại điện. Thất hoàng tử Thác Bạt Ngọc đang định cầu xin thì hoàng đế hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ người cũng thông đồng với mẫu thân người? Thác Bạt Ngọc kinh sợ. Từ trên người phụ hoàng trước giờ luôn yêu thương mình, hiện tại hắn chỉ cảm thấy khốc liệt, âm hàn vô tận. Hắn đột nhiên hiểu ra, phụ hoàng luôn ấm áp thân cận với mẫu phi, khen mình không dứt miệng là một nam nhân trở mặt vô tình. Ông không hề nghĩ đến tình cảm vợ chồng, tình cảm cha con. Trong lòng ông chỉ có ngôi vị hoàng đế. Đức phi tặng cung nữ bên người cho tổng quản thái giám của ông làm đối thực, đã sớm phạm vào tối kỵ. Làm trong lòng ông dâng lên nghi ngờ, cứ như vậy mọi chuyện sẽ không thể vãn hồi. Hoàng đế tất nhiên sẽ nghi ngờ mục đích của Đức phi, thuận tiện cũng sẽ liên lụy đến Thác Bạt Ngọc. Mà kế hoạch này nhất định là do thái tử và hoàng hậu dựng nên, bởi vì bọn họ mới là kẻ được lợi lớn nhất. Thác Bạt Ngọc nâng mắt, nhìn thoáng qua hoàng hậu, trong mắt ẩn chứa sự đắc ý, cúi đầu thấp xuống. Phụ hoàng, nhi thần không dám. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng. Được rồi, dẫn Chu Tượng cùng Bách Hợp đi, tách ra giam giữ, không cho phép bọn họ thông cung. Chờ yến hội kết thúc rồi, thượng thư hình bộ tự mình thẩm vấn, nhất định phải tra rõ ràng chuyện này cho ta. Thác Bạt Ngọc về lại chỗ ngồi của mình, nhìn thấy trong mắt Lý Vị Ương ngồi đối diện vô cùng bình tĩnh, trong mắt nàng không có thương tình, chỉ có trào phúng. Hắn lập tức hiểu ra ý của đối phương, mọi chuyện đều là do hắn gieo gió gặt bão. Nếu hắn sớm đuổi tận giết tuyệt đám người Thác Bạt chân, nếu hắn không lòng dạ đàn bà, thì hôm nay Đức Phi sẽ không bị đám người hoàng hậu mưu hại. Là sai lầm của chính hắn, là hắn hại mẫu phi, là sự không quả quyết cùng nhân từ nhất thời khiến cho mọi chuyện diễn biến thành kết quả ngày hôm nay. Lúc này, Thác Bạt Ngọc mới cảm thấy Lý Vị Ương thông minh cùng tin tưởng vào khả năng dự đoán trước của nàng. Nàng không cho kẻ địch có cơ hội, cho dù giết hại gần hết, cho dù tay nhiễm đầy máu tươi, nàng cũng muốn giành được thắng lợi. Bởi vì nàng biết rõ chỉ cần cho đối phương có cơ hội thở dốc, đối phương sẽ nhào tới cắn đứt cổ họng ngươi y như sói hoang. Thác Bạt Ngọc cảm thấy khó thở, bàn tay cầm ly rượu thậm chí còn hơi run run. Hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt nghiêm khắc của hoàng đế, bởi vì hắn chỉ cần hơi lộ ra một chút bất mãn sẽ đem đến tai ương ngập đầu cho Đức Phi. Còn cơ hội, vẫn còn cơ hội. Phụ hoàng chỉ đang giam giữ mẫu phi, Vị Ương nhất định sẽ có biện pháp cứu mẫu phi, chỉ cần cầu nàng, nhất định sẽ có biện pháp. Thác Bạt Ngọc vẫn hàm chứa hy vọng. Mà đồng thời hắn cũng nhìn về phía Lý Vị Ương, trong mắt tràn ngập mong ước. Tôn Duyên Quân thương xót, nói nhỏ. Muội xem, Đức Phi nương nương thật đáng thương. Vừa rồi còn cao cao tại thượng, hiện tại đã luân hãm thành tù nhân.
không biết sẽ bị đối xử thế nào nữa. Thật sự thất thảm. Lý Vị Ương lạnh lùng cười, trong mắt lung linh tràn đầy, miệng thản nhiên nói, rất nhiều chuyện đều do mình lựa chọn. Nếu như bà ấy lúc trước không có ý đồ xấu, ra lệnh cho Bách Hợp làm đối thực của Chu Tượng, thì Bách Hợp sẽ không bị ngược đãi mà lòng mang oán hận, càng không bán đứng chủ tử của mình ngay trước công chúng. Nhị tẩu cho rằng kẻ phản bội chủ nhân sẽ có kết cục tốt hay sao? Nếu nàng ấy không bị ép đến cực điểm thì sẽ không làm loại chuyện này đâu. Đương nhiên trong đó còn cần có người khác xúi giục cùng thu mua. Nhưng có thể làm nàng ấy đánh cược tính mạng, ngọn nguồn thật sự vẫn ở trên người Đức Phi, là bà ấy đưa nhược điểm của mình lên tay kẻ địch, chính bà ấy chế tạo cơ hội cho người khác. Kẻ địch sẽ không nhân từ nương tay, bọn họ sẽ bắt lấy mọi khả năng, mọi cơ hội công kích ngươi, cho đến khi ngươi sụp đổ, bọn họ vẫn sẽ không buông tha, luôn nắm chặt cổ, cho đến khi ngươi hoàn toàn tắt thở mới thôi. Lúc Lý Vị Ương nói ra những lời này, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, giống như đang nói thời tiết hôm nay khá đẹp, không biết ngày mai trời có quang hay không. Nhưng Tôn Duyên Quân lại cực kỳ kinh ngạc, nàng thấp giọng nói, ý muội là Đức Phi nương nương bị oan. Lý Vị Ương bật cười, nếu không nhị tẩu cho rằng như thế nào? Đức Phi sống trong cung nhiều năm như vậy, sẽ dễ dàng vì một chuyện nhỏ mà bị lật đổ hay sao? Loại chuyện lật thuyền trong mương thế này chẳng vì gì khác, mà vì đối thủ đã tranh trước một bước phá hủy đường lui mất rồi. Tôn Duyên Quân càng thêm kinh ngạc. Muội biết rõ chân tướng, vì sao vừa rồi không nói gì hết? Lý Vị Ương nở nụ cười. Trên yến hội hôm nay, người biết chân tướng không phải chỉ có một mình muội, nhưng vấn đề mấu chốt không ở chân tướng như thế nào, mà là ở thánh ý. Bệ hạ thích ai, người đó trong sạch vô tội. Bệ hạ tin tưởng ai, người đó chính là người bị hại. Còn bệ hạ chén ghét ai, kẻ đó xui xẻo. Đạo lý chính là đơn giản như thế. Muội nghĩ hôm nay thất hoàng tử rốt cuộc cũng hiểu được điều này. Tôn Duyên Quân cứng họng. Thác Bạt Ngọc. Lý Vị Ương chớp mắt, trong mắt toát ra ý cười. Thắng làm vua, thua làm giặc. Hắn thân ở địa vị cao, lại không có nhận thức thiết thực, sẽ chỉ làm hắn tận mắt thấy mình nhất thời mềm lòng tạo thành hậu quả đáng sợ cỡ nào. Hắn mới biết được mình đã sai hoàn toàn. Tôn Duyên Quân không biết nói gì, nàng muốn nói Lý Vị Ương hơi tàn khốc, nhưng đáy lòng nàng lại có giọng nói vang lên. Vị Ương làm đúng, nếu mình nhân từ với kẻ địch thì chính là tàn nhẫn với bản thân. Qua chuyện vừa rồi, các vị đại thần đều vô cùng sợ hãi, toàn bộ đại điện đông đúc mà lặng ngắt như tờ. Thấy đại điện yên tĩnh lại, hoàng đế lạnh lùng nói, có lẽ các ái khanh thấy chuyện hôm nay rất đột ngột, thật ra không phải như vậy. Trẫm cảm giác được Đức Phi âm thầm gây sóng gió lâu nay, hơn nữa đã làm hại Liên Phi một thời gian, hôm nay chỉ là bộc phát mà thôi. Như vậy cũng tốt. Mặc kệ là cái đinh trong hậu cung hay gian thần trên triều, một người chậm cũng không bỏ qua. Nói xong, ông tạm ngừng một lát, quan sát phản ứng của các đại thần. Các đại thần đều cúi đầu, chỉ riêng thái tử là nâng mắt nhìn hoàng đế, vẻ mặt có chút kinh hoàng bất an. Hoàng đế cười lạnh một tiếng. Thái tử cảm thấy lời chậm vừa rồi có chỗ nào không ổn sao? Phụ hoàng, vừa rồi những lời người nói vô cùng chuẩn xác, rất nhiều đại thần trong triều cũng đã nhìn rõ. Hôm nay Đức Phi độc ác quá mức, nhi thần đề nghị phải tường tận, thông báo tội ác của Đức Phi ra khắp thiên hạ, để mọi người tâm phục khẩu phục, hậu cung an ninh. Hoàng đế lạnh lùng cười, theo ý thái tử đi. Nói xong, ông vung tay áo, dẫn đầu rời khỏi chỗ ngồi, thậm chí còn không chào hỏi tứ hoàng tử Mạc Bắc đang hứng thú xem nội đấu cung đình đại lịch. Lý Nguyên Hành có vẻ rất hưng phấn, ở Mạc Bắc bọn họ, các nữ nhân cũng tranh giành tình nhân. Nhưng đại đa số đều giải quyết bằng tranh đấu, lục đục như vậy thì rất hiếm có. Hắn nhìn ra được Đức Phi là người thua lớn trong trận hôm nay, nhưng người đắc ý chưa chắc đã là hoàng hậu, đang tràn đầy đắc ý kia. Ngược lại, Liên Phi luôn dịu dàng yếu đuối, vừa tranh thủ được sự thương tình, vừa nâng cao được mức độ sủng ái lên thêm một bậc nữa. Hoàng đế vừa đi, các phi tử đều theo gót. Hoàng hậu liếc mắt nhìn Liên Phi mỉm cười. Hôm nay muội muội bị sợ hãi rồi. Liên Phi dịu dàng, đa tạ nương nương làm chủ thay thần thiếp. Hoàng hậu mỉm cười, đỡ tay nữ quan rời đi. Trước cửa cung, Tôn Duyên Quân vừa mới lên xe ngựa, Bạch Chỉ đang định giúp Lý Vị Ương lên thì đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng bước chân nhanh chóng đuổi theo. Lý Vị Ương không cần nhìn cũng biết là ai, nàng dừng động tác xoay người lại, đúng là Thác Bạt Ngọc. Lý Mẫn Đức đứng từ xa nhìn, bờ môi hàm chứa một tia cười lạnh. Thác Bạt Ngọc sốt ruột đầy mặt, biết trước cửa cung có nhiều ánh mắt, thế nhưng bất chấp tất cả. Cũng may lúc này đang có mưa bụi, mọi người vội vàng lên xe ngựa, vô số ô trúc được bật lên, nhất thời cũng không ai bận tâm đến góc này.
Thác Bạt Ngọc khẽ gật đầu với Lý Vị Ương. Lý Vị Ương lập tức hiểu ý, không nói nhiều, đi cùng hắn đến một chỗ hành lang tương đối yên lặng, lúc này mới dừng chân. Nơi đây không có ai, điện hạ muốn nói gì thì nói đi, ta còn vội vàng về phủ. Nhìn vẻ mặt Lý Vị Ương, trong lòng Thác Bạt Ngọc đã hiểu được mấy phần, mọi chuyện hôm nay thật ra nàng đều biết. Kìm nén cơn hờn giận trong lòng, chỉ yên lặng nhìn nàng. Nàng còn tức giận? Ta tức giận cái gì? Lý Vị Ương lộ vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Lúc trước mẫu phi ta luôn vô lễ với nàng, nàng vẫn không so đo. Ta cầu nàng nể mặt ta, trợ giúp mẫu phi thoát vây lần này. Điện hạ bảo ta giúp mẫu phi điện hạ thoát vây? Đúng. Dựa vào cái gì? Lý Vị Ương cười lạnh. Đức phi nương nương cao quý như vậy, chỉ sợ cũng không chấp nhận được tiểu nữ tử như ta cứu giúp. Thất hoàng tử cho rằng chỉ hai ba câu nói của điện hạ ta sẽ chìa tay ra giúp đỡ. Điện hạ có từng nghĩ tới vì sao ta phải giúp? Từ lần trước điện hạ không nghe khuyến cáo, ta cảm thấy hợp tác giữa chúng ta đã đủ để kết thúc rồi. Nói xong, nàng xoay người định rời đi. Thác Bạt Ngọc bỗng dưng chắn trước mặt nàng. Chớ đi, nàng hãy nghe ta nói đã. Lý Vị Ương lạnh lùng dừng bước. Thác Bạt Ngọc cắn răng. Sai lầm của mẫu phi, ta nguyện ý một mình gánh chịu. Hôm nay rơi đến bước này đều là lỗi của ta. Nếu ta sớm hạ quyết tâm, mẫu phi cũng sẽ không bị người khác hãm hại. Cho nên nàng nói đúng, ta không có tư cách cầu nàng làm việc cho ta. Lý Vị Ương chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, mày không động một chút. Ta biết, hiện giờ ta tuyệt đối không có khả năng làm nàng tin tưởng ta, cho nên ta nguyện ý lấy toàn bộ tài sản để đổi lấy tính mạng mẫu phi. Con người tối đen của Thác Bạt Ngọc giữa đêm mang theo vô số cảm xúc phức tạp. Hắn thích Lý Vị Ương, hơn nữa thật sự hiểu cô gái này. Nàng không nói chuyện tình cảm với hắn, nàng chỉ bàn giao dịch. Nếu mình trả giá tài sản có thể đổi lại tính mạng của mẫu phi thì đều đáng giá. Lý Vị Ương cười xòa một tiếng. Điện hạ cho rằng ta ham muốn tiền bạc ư? Tiền tài sống không thể mang đi, chết không thể cầm theo. Vàng bằng châu báu của Thác Bạt Ngọc không thể miễn tai họa cho Trương Đức Phi. Đối với Lý Vị Ương, nàng cũng chẳng có nhiều tác dụng, không đáng để nàng mạo hiểm ra chủ ý cứu người. Nàng vừa định nhấc chân rời đi, Thác Bạt Ngọc nói, nàng nói vậy chẳng khác gì tát mấy bàn tay lên mặt ta. Trước giờ ta chưa từng nghe những lời như vậy, ta oán hay hận cũng chẳng để làm gì, mọi chuyện đều trách bản thân ta. Vị Ương, lần này xem như ta cầu xin nàng. Tránh ra. Ánh mắt Lý Vị Ương lạnh hơn. Thất hoàng tử, phần tâm tư này sử dụng với người khác đi, ta không đảm đương nổi. Dưới tình thế cấp bách, Thác Bạt Ngọc nói, Vị Ương. Một tiếng kêu này cực kỳ thê lương, mang theo 10 phần áy náy hối hận, còn có vô cùng vô tận bi thương. Bước chân Lý Vị Ương vốn định rời khỏi, đột nhiên dừng lại. Nàng nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn Thác Bạt Ngọc, lại không biết nàng đang nhìn gì. Trái tim nàng là vô tình, lạnh như băng. Nàng có thể trơ mắt nhìn xem Trương Đức Phi xui xẻo. Không, có thể nói Trương Đức Phi rơi vào tình cảnh này là do nàng cùng Liên Phi trợ giúp một tay. Bởi vì nàng phiền chán Đức Phi ra vẻ từ trên cao nhìn xuống, cố ý để bà ta nhấm nháp cảm giác hai bàn tay trắng. Đương nhiên, khi nàng nhìn Đức Phi rơi xuống vực sâu, đồng thời đại biểu, nàng hoàn toàn đã bỏ qua mình hữu Thác Bạt Ngọc. Nhưng lúc này nhìn vào dáng vẻ của hắn, Lý Vị Ương đột nhiên nhớ tới bản thân mình đã từng tuyệt vọng trong lãnh cung. Nhìn người thân vì mình ngu xuẩn cùng yếu đuối mà mất mạng, sự thống khổ này, người bình thường khó có thể chịu được. Thác Bạt Ngọc chưa bao giờ trải qua, cho nên đến khi loại đau đớn này bỗng chốc lao đến mới càng thêm rõ ràng, đồng thời trong lòng hắn cũng nhất định dâng lên oán hận với thái tử cùng Thác Bạt Chân, mà sự oán hận này chung quy sẽ đẩy hắn về phía con đường hoàn toàn khác trước. Nghĩ đến đây, Lý Vị Ương đột nhiên cười rộ. Điện hạ thật sự cầu ta cứu mẫu phi điện hạ. Trong mắt Thác Bạt Ngọc dấy lên một tia hy vọng, hắn bất giác đi về phía trước hai bước. Chỉ cần nàng đáp ứng ta, ta có thể dùng mọi thứ để trao đổi. Ý cười trên mặt Lý Vị Ương càng sâu hơn. Ta chỉ có một biện pháp thôi. Nhưng nói thật, nếu làm không tốt, biện pháp này chẳng những không thành công, còn có thể trở thành bùa đòi mạng Đức Phi nương nương. Điện hạ nguyện ý mạo hiểm hay sao? Thác Bạt Ngọc chưa bao giờ cảm kích như vậy. Hắn nhanh chóng gật đầu. Ta tin tưởng nàng. Trương Đức Phi bị hoàng đế giam lỏng, Thác Bạt Ngọc cùng mọi thủ đoạn mới xử lý thỏa đáng được việc Lý Vị Ương bảo hắn làm. Sau đó hắn khẩn trương đứng bên ngoài cung tuyên đức, sốt ruột chờ kết quả. Hoàng đế đang ở trong cung Liên Phi, lúc này một thái giám đi đến bên người hoàng đế bẩm báo. Bệ hạ, Đức Phi nương nương phái nữ quan đưa một cái tráp tới, nói muốn trình lên bệ hạ. Đức Phi? Hoàng đế hỏi lại một câu. Đúng vậy ạ.
Thái giám kính cẩn đáp lời. Hoàng đế lạnh lùng, vứt đi. Đúng lúc này Liên Phi dịu dàng nói, bệ hạ, vừa rồi thần thiếp nhất thời căm phẫn. Hiện giờ nghĩ lại, dù sao thần thiếp cũng không thật sự bị hại. Đức Phi nương nương nhất định là hối hận hành vi của mình. Người xem, có nên xử lý nhẹ không? Hay là ít nhất thì nhìn trong cháp là gì rồi hẵng nói. Hoàng đế thở dài, nắm lấy tay Liên Phi. Đúng là chỉ có nàng hiểu chuyện. Đức Phi làm trẫm rất thất vọng. Nếu không phải nể tình nàng ta sinh hạ thất hoàng tử, trẫm tuyệt đối sẽ không cho nàng ta cơ hội. Lúc này thái giám thấy đúng thời cơ, hai tay nâng cháp dâng lên cho hoàng đế. Cháp gỗ được làm vô cùng tinh xảo, gỗ cây tử đàn hoa văn vàng. Hoàng đế chỉ thấy hơi quen mắt, cẩn thận ngẫm nghĩ, hình như là cháp châu báu mình ban cho Đức Phi lúc nàng mới tiến cung, không ngờ vẫn giữ gìn đến tận bây giờ. Tâm địa nhất thời mềm hơn, ông tự nhủ. Chuyện hôm nay trẫm cũng hơi võ đoán, chẳng lẽ đã oan uổng Đức Phi? Liên Phi mỉm cười bình tĩnh nói, bệ hạ nói phải. Cạch một tiếng, cháp gỗ mở ra, lúc này những người xung quanh bỗng ngừng hô hấp. Liên Phi đột nhiên nhìn thấy hoàng đế cứng người ngồi đó, sắc mặt xám trắng, mắt cũng không chuyển động, giống hệt như rối gỗ. Liên Phi tò mò, cho rằng Đức Phi đưa đến thứ gì đó khó lường, nghiêng đầu nhìn xem, hóa ra lại chỉ là nút thắt dùng dây hồng bện thành, giống hình trái đào. Hai nút thắt hoa văn uốn lượn đan cài vào nhau, trở nên liền mạch, bện chắc chắn lại, tràn đầy, rõ ràng là đồng tâm kết, chính giữa lại bị người khác cắt thành hai đoạn. Ai ra? Là đồng tâm kết? Nhưng mà sao đồng tâm kết lại bị người khác cắt đứt? Liên Phi không hiểu. Đồng tâm kết là tín vật, biểu đạt sự ái mộ giữa nam nữ. Tuy Đức Phi thân ở hậu cung, nhưng giữa bà và hoàng đế tất nhiên cũng có những chuyện xưa của bọn họ. Năm đó Đức Phi mới tiến cung, hoàng đế từng sủng ái vài năm, thậm chí còn cùng bà tự tay bện đồng tâm kết làm vật đính ước. Nhưng thật không ngờ, hiện giờ nhìn thấy đồng tâm kết đã bị cắt đứt, giữa hàng mày hoàng đế chợt lóe qua sát ý mờ ẩn. Đức Phi là đang uy hiếp trẫm, hành động của trẫm làm trái tim nàng ta băng giá, cho nên muốn triệt để kết thúc với trẫm, thật to gan. Nghĩ đến đây, ông vung tay lên, hất cả cháp xuống đất. Truyền chỉ, lập tức chiêu Đức Phi yết kiến. Hoàng đế lạnh lùng hạ lệnh, nhưng trên mặt không hề biểu tình ra tình ý nào. Đức Phi chết chắc rồi. Trên mặt Liên Phi lộ ra vẻ tiếc hận, hoặc như là đã sớm đoán trước. Vận mệnh con người sao lại nhỏ bé như vậy? Sinh tử của Đức Phi lại treo trên một cái đồng tâm kết nhỏ nhỏ. Ban đêm hôm đó, hoàng đế lên án mạnh mẽ Đức Phi, đổ ập xuống mắng một trận, không hề nghe bà giải thích, thậm chí để bà quỳ gối trong mưa suốt đêm. Đức Phi tính cách vốn có chút thanh cao, sao từng bị đãi ngộ như vậy? Thật sự cảm thấy quá oan ức, càng không hiểu đồng tâm kết bà đưa qua theo ý con trai tại sao lại bị cắt đứt. Sau khi trở về, bà lấy rượu uống một thỏi vàng vào bụng. Đến lúc Thác Bạt Ngọc biết được chuyện này, vào cung quỳ một ngày, hoàng đế mới cho phép hắn mời thái y. Nhưng lúc đó Đức Phi đã hấp hối, thái y liên tục nói, muộn, quá muộn rồi. Thác Bạt Ngọc nghe vậy thiếu chút nữa thì ngất xỉu, cố nén bi thương nhìn Đức Phi hấp hối, một chữ cũng không nói nên lời. Đức Phi bởi vì nuốt rượu đế cùng vàng vào bụng, cứ thế chướng bụng đau đớn mà chết. Lúc tắt thở, ngay cả hai mắt cũng không nhắm lại được, chết cực kỳ bi thảm. Thác Bạt Ngọc từ hoàng cung đi ra, khi lên ngựa bước chạch bàn đạp, cả người rơi xuống hôn mê bất tỉnh. Lúc tin tức truyền tới Lý Vị Ương đang viết chữ, nghe xong nàng nhướng mày sau đó dừng bút. Sao lại như vậy? Trên gương mặt trắng hồng của nàng hiện lên một tia khó hiểu. Hôm nay Lý Vị Ương mặc một thân áo ngắn tơ tằm màu ngọc bích nhạt, vạt váy tầng tầng lớp lớp rủ xuống như nước chảy, phảng phất phiếm gợn sóng trong vắt. Lúc này ánh mắt Lý Mẫn Đức lơ đãng dừng lại nếp nhăn trên cổ tay nàng, tiện tay vuốt phẳng, rồi mới không để ý nói, sao thế, ngoài dự đoán của nàng? Ta nói với Thác Bạt Ngọc, bảo mẫu phi hắn đưa một vật mang tình ý trước đây cho hoàng đế, để ông ấy niệm tình cũ, nhớ tới ngày xưa Đức Phi dịu dàng hiền lương đoan trang động lòng người thế nào. Tuy không đến mức lập tức giúp cho Đức Phi thoát khỏi cảnh khốn, nhưng ít nhất cũng không họa vô đơn chí mới đúng. Sao đột nhiên lại khiến hoàng đế nổi giận? Chuyện này thật sự không tầm thường. Lý Mẫn Đức cười rộ lên, ý kiến của nàng vốn không tồi, có thể làm cho hoàng đế nhớ tới tình cảm ngày xưa. Chỉ tiếc... Lý Vị Ương nâng mắt nhìn hắn, nghe giọng điệu hình như là người viết nội tình gì đó. Lý Mẫn Đức tươi cười càng sâu, nói vậy nhưng cũng không tính là nội tình, ta chỉ biết nhiều hơn nàng một chút,
Tuy sau khi gặp chuyện không may đã phong tỏa tin tức, nhưng không thể một chút xíu cũng không lộ ra ngoài. Nghe nói tối hôm đó Đức Phi đưa đồng tâm kết qua theo ý nàng, ai ngờ lại bị người ta động tay chân, cắt nát đồng tâm kết vốn đang hoàn hảo. Nàng nói hoàng đế nhìn thấy sẽ có suy nghĩ gì? Là nam nhân đều sẽ cảm thấy đây là Đức Phi không biết điều, lòng mang oán giận đi. Lý Vị Ương ngạc nhiên, bị người khác động tay? Hoàng hậu? Lý Mẫn Đức mỉm cười, thản nhiên nói, đương nhiên, hoàng hậu thái tử chỉ là rối gỗ bị kẻ khác điều khiển, người sau lưng vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối nhìn lén kìa. Không hiểu tại sao Lý Vị Ương thở dài một hơi, là Thác Bạt Chân. Giọng nói Lý Mẫn Đức thật mê hoặc, sao vậy, không cứu được Đức Phi không vui ư? Lý Vị Ương sửng sốt, lập tức bật cười, bà ta vốn là người phải chết, ta chỉ cho Thác Bạt Ngọc một cơ hội để hắn nhận rõ điểm này thôi. Từ lúc đưa ra ý kiến ta đã nói vội vã hành động rất nguy hiểm. Đương nhiên, nếu bất động cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta còn tưởng rằng nàng... Lý Mẫn Đức cong môi, tự giễu cười, vì Thác Bạt Chân mới hỗ trợ. Tươi cười Lý Vị Ương như bình thường, có thể thấy thật sự không thèm để ý. Đức Phi chết hay không không liên quan đến đại cục. Thật ra ta không quan tâm cho lắm, ta chỉ quan tâm bước tiếp theo, Thác Bạt Chân sẽ có hành động gì thôi. Nói tới đây, nàng đột nhiên dừng lại, cười như có như không liếc mắt nhìn Lý Mẫn Đức. Nhưng làm cho người ta ngạc nhiên là ngay cả điện cát tường ngươi cũng dám đốt, sau đó còn có thể lông tóc vô thương từ trong cung đi ra, quả nhiên không đơn giản. Lý Mẫn Đức mỉm cười làm người nhìn say lòng, đừng xem nhẹ nhân mạch của ta trong cung. Như vậy ngươi biết được những gì? Lý Vị Ương sớm biết Lý Mẫn Đức thần thông quảng đại, lại không ngờ trong cung hắn cũng có tai mắt. Nghĩ vậy chẳng khác nào trong hoàng cung đại lịch có thám tử Việt Tây. Cũng không kỳ quái, các quốc gia đều phái mật thám ẩn núp cả vài thập niên. Có điều hoàng đế Việt Tây ngay cả danh sách mật thám cũng giao cho Lý Mẫn Đức, có thể thấy ông ta trân trọng người con trai này cỡ nào. Ta biết Tưởng Hoa bí mật cấu kết với hoàng hậu và thái tử, định đẩy nàng vào chỗ chết. Nhưng bọn họ quá ngây thơ, chỉ bằng chút kỹ xảo mèo ba chân này thì không thể không lộ một chút tin tức gì. Từ lúc Tưởng Hoa mời hoàng tử Mạc Bắc tiến cung, ta đã nhận ra không đúng, cố ý án binh bất động, mặc cho bọn họ tiến hành. Bởi vì ra tay lúc thời khắc mấu chốt, sắp thành lại bại mới nhìn thấy khuôn mặt bọn họ bực bội đến hộc máu. Tươi cười Lý Mẫn Đức vô cùng lương thiện, lại làm Bạch Chỉ cùng Mặc Trúc bên cạnh hai mặt nhìn nhau. Thời khắc mấu chốt mới ra tay, đánh cho quân lính đối phương tan rã, đây xem như một loại tâm tính, hình như có hơi vặn vẹo. Hóa ra từ lúc tứ hoàng tử Mạc Bắc xuất hiện, hắn đã nghi ngờ. Lần này đến phiên Lý Vị Ương tự diễu, ta cứ cho rằng tin tức mình xem như linh thông, nhưng ngay cả chuyện Liên Phi không biết, ngươi đã sớm phòng bị từ lâu. Lý Mẫn Đức nhìn nàng, giọng nói ấm áp. Nàng cố kỵ Thác Bạt Chân, cho nên không dám sắp đặt nhiều tai mắt trong cung, tin tức chủ yếu lấy từ Liên Phi. Nhưng đôi khi hoàng đế chưa hẳn đã hoàn toàn tin tưởng Liên Phi, lúc này sẽ cần vận dụng người khác. Lý Vị Ương cười, đôi mắt trong suốt như thủy tinh. Dưới lớp thủy tinh mơ hồ có đóa hoa đang lặng yên nở rộ. Nàng nghĩ thầm, so với Lý Mẫn Đức, mình vẫn cẩn thận quá mức. Nếu không nhờ hắn đốt điện cát tường, chỉ sợ mình sẽ phải phí nhiều công sức mới thoát được tứ hoàng tử Mạc Bắc kia. Lý Mẫn Đức lại tự cúi đầu, chỉ vào bức chữ nàng viết. Chuyện gì cứ kiên trì bền bỉ sẽ biến đổi tốt hơn. Nàng xem, chữ nàng ban đầu thật xấu, hiện giờ không phải đã tiến bộ lớn rồi đây. Lý Vị Ương cảm thấy, ngươi không thể hàm xúc một chút được sao? Lý Mẫn Đức chỉ cười, hai mắt sáng như sao, nhẹ nhàng ấm áp. Ta chỉ nói thật. Lý Vị Ương hết chỗ nói. Lý Mẫn Đức tuy là nam tử nhưng lúc cười hai mắt biến thành đường cong cong, đủ để câu đi trái tim của bất cứ kẻ nào. Làm nàng muốn phản bác cũng không phản bác nổi, cúi đầu cẩn thận nhìn chữ mình, thở dài một hơi. Vẽ hổ không thành lại ra cún con, thư pháp của ta chung quy là không được. Trên đời này không phải nỗ lực là có thể thay đổi được mọi thứ. Ví như thư pháp của Lý Vị Ương chính là bất trị. Viết nhiều năm như vậy vẫn không tiến bộ bao nhiêu, đừng nói thành danh, ngay cả thiên kim khuê các bình thường cũng không so được. Thật là đáng tiếc. Nàng bất giác cảm thấy thất vọng, buông bút nói với Bạch Chỉ. Được rồi, thu dọn đi. Lý Mẫn Đức thấy nàng thất vọng thì cười nói, hôm nay là tiết phóng sinh, muốn đi ra ngoài không? Lý Vị Ương ngẩng đầu, tiết phóng sinh ư? Đúng rồi, hôm nay là tiết phóng sinh mỗi năm một lần. Sao nàng lại quên mất chuyện này? Ở dân gian đại lịch có một tập tục, định ngày 16 tháng 2 hàng năm là tiết phóng sinh. Hôm đó mỗi nhà đều phải phóng sinh ít động vật. Hơn nữa, còn phải là phóng sinh ở nơi chuyên dụng,
ngoại ô hoặc hồ phóng sinh, coi như là để tích công đức. Lão phu nhân nói năm nay người cần tích công đức cũng đã chuẩn bị xong chim để phóng sinh, nói nhờ tiểu thư đi thả thay người. Bạch Chỉ lúc này mới thuận lại lời của La Mama vừa rồi dặn dò. Lý Vị Ương gật đầu trách cứ, sao không nói sớm. Bạch Chỉ hơi oan ức, vừa mới thấy tiểu thư chăm chú viết chữ như vậy, nàng nhất thời cũng không dám mở miệng. Đã chuẩn bị xe ngựa, chúng ta không đi xa, phóng sinh xong sẽ trở về. Lý Vị Ương nói thế. Bạch Chỉ cùng Mặc Trúc nghe xong biết được đi ra ngoài, lập tức vui vẻ, vội vàng chuẩn bị xe ngựa. Không đến nửa canh giờ đã sắp xếp ổn thỏa. Lý Vị Ương ngồi trên xe ngựa nhìn một hàng lồng chim phía sau bật cười. Lão phu nhân làm sao thế này? Chim chóc thường ngày chăm sóc tỉ mỉ đều đem thả ư? Lần này Lý lão phu nhân phóng sinh tổng cộng 18 con chim, trên xe ngựa đặt 6 lồng, lán phía sau xe còn 12 lồng. Chim này lão phu nhân vốn treo dưới hành lang, đã nuôi dưỡng vài năm, thường ngày một con đã mấy chục lượng bạc, toàn là giống quý hiếm khó tìm, lần này lại thả toàn bộ thật sự rất đáng tiếc. Tứ đệ bỗng dưng phong hàn, hơi ho khan, lão phu nhân đây là đau lòng tứ đệ. Nói phóng sinh nhiều sẽ tích được nhiều ân đức, ông trời cảm thấy bà thành tâm, sẽ để cho tứ đệ sớm ngày khang phục. Lý Mẫn Đức cười, lúc nói chuyện con người hắn lộ ra màu hộ phách nhàn nhạt, làm người nhìn tim đập nhanh. Trong lòng Lý Vị Ương có chút ấm áp, có lão nhân gia quan tâm, Mẫn Chi có thể hạnh phúc. Đúng rồi, cho dù không có lão phu nhân, Lý Tiêu Nhiên cũng sẽ bảo vệ tứ đệ cẩn thận, để giữ lại huyết mạch, không cho bất cứ kẻ nào làm hại đệ ấy. Nhưng mà ông ta còn có một người con trai nữa. Lý Vị Ương đột nhiên nói vậy. Lý Mẫn Đức nói, từ lúc nàng bức Tưởng Hoa nói ra địa điểm của Lý Mẫn Phong, hắn coi như đã chết rồi. Đã chết ư? Lý Vị Ương ngẩn người sau đó nói, nhưng người ta phái đi không tìm được hắn, chứng minh ở vấn đề này Tưởng Hoa đã nói dối. Không, một nửa thật, một nửa giả. Theo phương hướng hắn nói, ta tìm kiếm thật lâu, một tháng sau mới tìm được người. Có điều ta không giết hắn, là hắn tự giết mình. Lý Mẫn Đức nói vậy, ánh mắt giống như gió mát lướt qua mặt hồ, rơi xuống chỗ nàng. Có ý gì? Lý Vị Ương nhíu mày. Ý chính là, ngày đêm tránh né lo âu bất an, cuối cùng nhiễm một loại dịch bệnh, chờ người của ta đến nơi thì hắn đã tắt thở. Lý Mẫn Đức nói hết lời không mang chút cảm tình, chỉ bình tĩnh trần thuật một câu chuyện. Lý Vị Ương hơi bất ngờ lại kinh ngạc, cuối cùng hóa thành nụ cười. Như vậy rất tốt. Bên người Lý Tiêu Nhiên chỉ còn lại Mẫn Chi, vĩnh viễn cũng chỉ có Mẫn Chi để huyết mạch ông ta được truyền thừa, cho dù đánh cược tính mạng cũng sẽ bồi dưỡng Mẫn Chi thành tài. Như vậy, nàng không cần phải làm gì cho tứ đệ nữa. Lý Mẫn Đức bổ sung thêm, gương mặt mang theo ý cười kỳ lạ. Lý Vị Ương nhìn hắn, không hiểu sao có chút hoang mang. Hoang mang như vậy, làm khuôn mặt nàng trước giờ luôn lạnh thêm một tia bất an thường có ở tuổi này. Tươi cười Lý Mẫn Đức càng sâu, nhưng cũng không giải thích cho lời nói của mình. Xe ngựa dừng bên cạnh tòa Vọng Tương lâu cao nhất kinh đô. Lý Mẫn Đức cố ý bao một căn sương phòng thanh tĩnh, hạ nhân đều đi phóng sinh, ngay cả Bạch Chỉ, Mặc Trúc cũng chạy theo góc vui, đuổi theo muốn phóng sinh chim nhỏ. Lý Vị Ương dựa vào hành lang gấp khúc, xem dáng vẻ các nàng tràn ngập phấn khởi, khẽ nở nụ cười. Dưới lầu rất nhiều người đang phóng sinh, ánh mắt Lý Vị Ương ngừng lại ở chỗ một thiếu nữ trong đó. Thiếu nữ trước mắt bao người bật mở một quả đào mừng thọ lớn, không ngờ bên trong có chim nhỏ bay ra, mở cánh tung người bay về phía chân trời. Mọi người ngẩng đầu lên vỗ tay tỏ ý vui mừng. Lý Vị Ương nhìn thiếu nữ kia, tuổi mới 17-18, trên người mặc trường bào rộng rãi, khăn mỏng khoác vai, chân đi ủng đỏ, nhìn quần áo khác hẳn người kinh đô. Ngay tại lúc nàng nhìn đối phương cũng chú ý đến nàng, ngẩng đầu mỉm cười với nàng, lộ ra hàng răng trắng sáng. Lý Vị Ương đột nhiên ngừng cười, bởi vì nàng thấy rõ ràng bên cạnh thiếu nữ còn có một người, đúng là tứ hoàng tử Mạc Bắc Lý Nguyên Hành. Lúc này hắn hai mắt sáng ngời nhìn trên lầu. Chương 139. Đạo lý theo đuổi. Chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Lý Mẫn Đức không vui nhìn người đẩy cửa vào, lạnh nhạt nói, tứ hoàng tử Mạc Bắc không mời mà đến, không biết là đạo lý gì. Lý Nguyên Hành chỉ cười, tiểu huynh đệ, lần trước chúng ta đã giao thủ, ta biết huynh đệ võ công không kém, nhưng chắc hẳn cũng không muốn đánh nhau tại đây, rất khó coi. Thái độ hắn hiển nhiên là vô cùng thân mật,
thậm chí còn mang theo một tia phóng khoáng, làm người khác khó sinh ra chán ghét. Triệu Nguyệt cùng Triệu Nam đồng loạt cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Nguyên Hành, sắc mặt không tốt. Phía sau Lý Nguyên Hành còn có một thiếu nữ, ánh mắt tròn xoe khẽ chuyển, chỉ chốc lát lập tức dừng lại tại chỗ Lý Mẫn Đức, bắt đầu sáng rỡ, khác thường. Nàng ấy rất xinh đẹp, hàng mi cong cong giống như trăng non, chiếc mũi thẳng khéo léo, đôi môi mềm mại đỏ tươi, cặp mắt càng giống hồ thu trong vắt sáng ngời, chỉ cần liếc qua là có thể câu hồn phách người nhìn. Ngoại trừ làn da hơi thổ giáp vì bão cát trường kỳ ở Mạc Bắc thì tuyệt đối là mỹ nhân. Lý Vị Ương thấy mắt nàng trong suốt như nước chảy, thật mê người, hiểu được nàng ấy coi trọng Lý Mẫn Đức, bất giác lắc đầu. Tháng này là lần thứ mấy rồi, mỗi lần Lý Mẫn Đức ra ngoài luôn dẫn tới không ít tiểu thư vây xem, có người lớn mật bước lên bày tỏ tình yêu, nghe nói lần trước một tiểu cô nương vứt cả yếm lên xe ngựa của hắn, thật là lớn mật, có thể thấy vẻ ngoài xinh đẹp quan trọng đến mức nào. Những nữ tử đó chưa từng đến gần Mẫn Đức, đã nói thẳng rằng yêu thích muốn kết thành đôi, đây mới là nguyên nhân. Lý Mẫn Đức chán ghét các nàng một cách cực đoan. Trên đời không ai sẽ bỗng dưng ái mộ, càng miễn bàn chỉ vì dung mạo hư vô phiêu miểu. Nghĩ đến đây, Lý Vị Ương có vài phần hiểu tâm tình Mẫn Đức, bị một đám ong bướm vây quanh, khẳng định là không thoải mái. Khó trách lần trước hắn không nể mặt ra tay xử lý cửu công chúa. Đại khái giống như lời hắn nói, xử lý mãi cũng thành quen. An Bình huyện chủ, đây là muội muội ta, công chúa Hòa Sướng. Lý Nguyên Hành thấy Lý Vị Ương chú ý đến muội muội hắn, vui mừng nhanh chóng giới thiệu. Tính cách công chúa Hỏa Sướng có vẻ cởi mở, bước lên tươi cười với Lý Vị Ương. Ta là Lục công chúa Mạc Bắc, lần đầu theo huynh trưởng đến Đại Lịch, tỷ chính là An Bình huyện chủ sao? Ca ca nói muốn cưới tỷ về làm phi tử, tỷ sẽ theo chúng ta về Mạc Bắc chứ? Lý Vị Ương không nói gì, Lý Mẫn Bức cười lạnh một tiếng. Chỉ sợ mộng đẹp của ca ca công chúa vẫn là chưa tỉnh hẳn. Vệ hạ đã hủy bỏ cuộc hôn nhân này chính là đã giải quyết dứt khoát, tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Lý Nguyên Hành không phục. Chỉ cần ta thích An Bình huyện chủ, ta có thể dẫn nàng đi. Liên quan gì đến hoàng đế Đại Lịch? Ông ấy quản trời quản đất, còn quản cả nhân duyên nữa. Vốn không cần ông ấy cho phép. Những lời nói kinh thế hãi tục làm mọi người trong phòng ngây ra. Đại khái trong quan niệm bọn họ chưa từng có người lớn mật như vậy. Nhưng hoàng tử Mạc Bắc dù sao cũng không phải người Đại Lịch. Hắn không tôn kính hoàng đế bản quốc cũng không có gì kỳ quái. Lý Vị Ương thản nhiên đáp. Đúng là không cần bệ hạ cho phép, nhưng cần ta cho phép, hôn sự này ta nói không thành thì chính là không thành. Lý Nguyên Hành sửng sốt, dáng vẻ như bị đả kích rất lớn. Hỏa Sướng kỳ quái nhìn chằm chằm Lý Vị Ương. Vì sao? Ca ca ta có rất nhiều đất đai, còn có thật nhiều nô bộc, trâu ngựa ca ca khỏe nhất Mạc Bắc, màu mỡ nhất Thảo Nguyên. Còn có ca ca chưa có vương phi, nếu tỷ gả qua thì chính là chính phi, mọi chắc phi của ca ca đều phải nghe theo lời tỷ nói, thận uy phong, tốt hơn nhiều so với ở đây sống nghẹn khuất qua ngày. Tỷ xem, bất cứ lúc nào ta thấy hứng thú đều có thể ra ngoài, mà tiểu thư khuê các ở đây rời cửa là có cả đám người đi theo, quá đáng ghét. Lý Vị Ương nhìn Hỏa Sướng đang kinh ngạc đầy mặt bật cười. Tài phú ca ca công chúa đều thuộc về hắn, cũng không liên quan gì đến ta. Ta không có hứng thú thay hắn quản lý bò dê, cũng không muốn quản lý đám trắc phi. Ta nguyện ý an nhàn sống những ngày bị gò bó ở kinh đô. Nói vậy, công chúa hiểu chưa? Hỏa Sướng lộ ra vẻ thất vọng, còn nhìn nàng với ánh mắt nhìn người ngốc, phảng phất như Lý Vị Ương không chịu gả cho Lý Nguyên Hành là tổn thất thật lớn. Lý Nguyên Hành hiển nhiên không để ý đến chuyện Lý Vị Ương cự tuyệt. Hắn cười nói, ta biết nữ hài tử Đại Lịch rất dè dặt, rõ ràng muốn lại cứ nói là không muốn. Lý Vị Ương và Lý Mẫn Đức liếc nhìn nhau, từ trong đôi mắt đối phương đều nhìn thấy được bốn chữ đàn gậy tai trâu. Lý Vị Ương cười chỉ nói, nếu không ghét bỏ, mời ngồi xuống uống một ly trà, tạm thời làm bằng hữu. Nếu đổi lại là thiên kim tiểu thư bình thường, lúc này né tránh đối phương còn không kịp, cho dù hào phóng cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng Lý Vị Ương lại tỏ vẻ thoải mái, hiển nhiên không thèm để ý đến những gì phát sinh trên đại điện. Tứ hoàng tử Mạc Bắc càng cảm thấy ánh mắt nhìn người của mình rất tốt, kéo muội muội ngồi xuống. Đã vậy chúng ta không khách khí, vừa rồi phóng sinh cùng dân chúng Đại Lịch rất vui, có điều đứng lâu cũng thấy khát. Lúc này Bạch Chỉ cùng Mặc Trúc một trước một sau vào phòng, hai nàng thấy cảnh tượng quỷ dị, cũng nghe tùy tùng đứng ngoài báo lại, biết người trong phòng là hoàng tử và công chúa Mạc Bắc, cũng có chút nghẹn lời. Nhìn tiểu thư nhà mình đang làm gì kìa, cứ thế chiều đãi tứ hoàng tử Mạc Bắc lúc trước vừa bị cự hôn.
Tuy rằng hôn sự đã bị hủy bỏ, nhưng tiểu thư không thấy xấu hổ một chút nào hay sao? Bạch Chỉ, châm trà cho hai vị khách nhân đi. Lý Vị Ương phân phó. Bạch Chỉ bước lên phía trước, rót trà cho bọn họ. Hòa Sướng công chúa không thèm để ý đến hình tượng mỹ nữ, nâng ly trà uống ủng ực, sau đó thẻ lưỡi. Không ngon bằng rượu nhà chúng ta. Người Mạc Bắc giỏi uống rượu, hơn nữa công nghệ sản xuất cũng rất tốt. Rượu bọn họ rất mãnh liệt, dễ bán cho các quốc gia khác. Lý Vị Ương sớm đã nghe nói, lúc này cũng không thấy kỳ quái. Rượu có hương rượu, trà có hương trà. Trà nơi này dùng tuyết đầu mùa để pha, cho nên hương hoa mai dịu dịu. Hỏa Sướng công chúa rõ ràng là không tin, cúi đầu uống một ngụm, gật đầu. Ô, đúng vậy, thật sự là như thế. Lý Nguyên Hành cười. Đã sớm nghe nói An Bình huyện chủ tài trí xuất chúng, thanh danh truyền xa, ta ở Mạc Bắc ngưỡng mộ đã lâu. Lúc đó ta còn nghi ngờ rốt cuộc nàng thông minh có khả năng như lời đồn hay không. Hiện giờ thì ta an tâm. Trong lời nói nghiễm nhiên còn chưa chết tâm. Sắc mặt Lý Mẫn Đức không tốt. Tứ hoàng tử Mạc Bắc thật sự không ngốc. Nghe lời này không hề thua kém các công tử hào hoa phong nhã đại lịch. Còn hơn người ở điểm chân thành. Nghe hắn nói vậy rõ ràng là có ý tiếp tục theo đuổi. Không biết Vị Ương có động tâm hay không. Nghĩ vậy, hắn lặng lẽ quan sát vẻ mặt Lý Vị Ương. Tươi cười trên mặt Lý Vị Ương vô cùng điềm đạm, chậm rãi nói. Tứ điện hạ chờ diễu cợt ta. Biện pháp pha trà này mọi người đều biết, không chỉ riêng mình ta. Hơn nữa, ta chân không rời nhà, càng không có khả năng thanh danh chuyển đến tận Mạc Bắc. Lý Nguyên Hành lắc đầu, gọi người hầu mang một bức họa tới. Ta nói trước kia đã biết nàng, khả năng huyện chủ không tin. Nhưng thấy bức họa này rồi tất nhiên nàng sẽ biết ta không nói dối. Hắn vừa mở bức họa kia ra, Lý Vị Ương nhìn thoáng. Bức họa vẽ một thiếu nữ, khuôn mặt thanh tú, đang ngồi trước bàn cờ, ngưng mắt suy nghĩ. Thần thái nàng thoải mái tự nhiên, ánh mắt sáng rọi, đúng là dáng vẻ của nàng. Ánh mắt Lý Mẫn Đức biến đổi trong khoảnh khắc. Lý Vị Ương ngạc nhiên. Bức họa này tứ điện hạ từ đâu mà có? Lý Nguyên Hành đáp. Bức họa này 3 tháng trước, một vị bạn tốt của ta ở Kinh Đô nghe nói ta đến đây, lựa chọn tân nương, lập tức phái người đưa tới. Hắn còn kể rất nhiều chuyện về nàng. Không thể không nói, bề ngoài Lý Nguyên Hành là người rất thẳng thắn, thành khẩn, khó làm người khác chán ghét được. Lý Vị Ương cười rộ. Người đó là Tam Công Tử Tưởng Gia, Tưởng Hoa phải không? Lý Nguyên Hành cười sang sảng. Đúng vậy, 4 năm trước ta cải trang du lịch đại lịch, gặp một vị văn võ song toàn ở núi Bắc Minh, tâm đầu ý hợp lẫn nhau, vừa là thầy vừa là bạn. Chờ ta về nước mới biết hắn là con nhà tướng. Vì viên quan không có chiến sự, lại có người lĩnh quân thay, hắn mới được nhàn nhã 2 tháng du ngoạn xung quanh, vừa hay gặp ta kết làm bằng hữu. Trong lời hắn nói không hề kiêng dè chuyện kết giao với Tưởng Hoa, có vẻ vô cùng quang minh rộng rãi. Lý Mẫn Đức nhìn đối phương khẽ cau mày. Hôm nay tứ hoàng tử Mạc Bắc đến bày tỏ, hắn đương nhiên hiểu được vì điều gì. Mắt thấy đối phương không ngừng lấy lòng Lý Vị Ương, hắn càng cảm thấy phiền chán người này. Tứ hoàng tử Mạc Bắc là người trên cao, sao có thể tin tưởng đôi ba câu từ người khác? Lý Mẫn Đức đột nhiên mở miệng. Lý Nguyên Hành cười. Lý công tử, ta đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng người khác, cho dù là bạn tốt tri kỷ. Lần này ta đến đại lịch để tận mắt gặp được An Bình huyện chủ. Nàng chẳng những thông minh, lại mỹ mạo như vậy. Ta vừa gặp đã yêu, có gì là kỳ quái? Lý Vị Ương đúng là một mỹ nhân. Đương nhiên mỹ nhân ở đại lịch có rất nhiều, đa dạng mọi kiểu dáng, không đủ để tứ hoàng tử Mạc Bắc xưng là băng sơn mỹ nhân. Lần đầu tiên Lý Mẫn Đức cảm thấy người trước mắt không đơn giản. Vừa rồi bọn họ vô tình gặp nhau, hắn lại mang theo bức họa Lý Vị Ương, đầu ra trùng hợp như vậy. Rõ ràng đã theo dõi từ trước, làm người khác phải cảm thán. Tứ hoàng tử Mạc Bắc này, bề ngoài tiêu sái phóng khoáng, bên trong tuyệt đối không phải vị thịt, hơn nữa vô cùng hiểu tâm tư của nữ tử. Trước tiên hắn nói ngưỡng mộ Lý Vị Ương đã lâu, lấy được hào cảm, tiếp theo được bức họa thể hiện thành ý. Trước mặt mọi người nêu lên tình ý đối với Lý Vị Ương, lại chậm rãi nói đến giao tình với Tưởng Hoa, để cho mọi người nghe ấn tượng khắc sâu. Nếu người bình thường biết thù hận giữa Lý Vị Ương và Tưởng Gia, tất nhiên sẽ bỏ qua đoạn Tưởng Hoa. Mà như thế, một khi bị phát hiện sẽ càng làm cho người khác nghi ngờ. Nhưng hắn lại không hề giấu giếm nói ra tất cả, ra vẻ chân thành, phảng phất toàn bộ nhiệt tình chân thành của hắn bị Tưởng Hoa lợi dụng, còn lấy được sự đồng tình. Nếu Lý Vị Ương là nữ tử bình thường, tất nhiên đã rung động vì hắn. Người này không thể khinh thường. Lý Mẫn Đức âm thầm cảnh giác. Lý Nguyên Hành tươi cười đầy mặt, nghiêm túc cắt lời.
Ta không thích quanh co vòng vèo như người đại lịch, cũng không có ý gì khác. Chỉ thật tâm thích nàng, hy vọng nàng có thể trở thành vương phi của ta. Nếu nàng không thích bên cạnh ta có nữ nhân khác, ta có thể sắp đặt thích đáng cho các nàng ấy. Thậm chí ta có thể cam đoan nàng sinh hạ sẽ là người kế thừa toàn bộ tài sản của ta. Lý Mẫn Đức cười như có như không. Kỹ xảo theo đuổi nữ nhân người này rất cao minh, luôn miệng nói không có ý khác, hành động lại cố ý khắp nơi, còn lộ dáng vẻ chân thành vô cùng, đưa ra lời hứa hẹn kinh hãi thế tục, cho dù Lý Vị Ương ý chí sắt đá cũng sẽ cảm động. Nhưng Lý Nguyên Hành hiển nhiên là chưa nói xong. Ta biết Mạc Bắc không phồn hoa bằng đại lịch, nhưng ta định kiến tạo một tòa biệt viện xa hoa, cam đoan phong cảnh bên trong giống hệt nơi hiện tại nàng đang ở. Thậm chí ta có thể mua vật tư đại lịch chuyển đến Mạc Bắc để nàng có thể sử dụng mỗi ngày. Ta biết nàng không phải nữ tử ham mộ hư vinh, không để ý đến chuyện đó, nhưng đây là tâm ý của ta, hy vọng nàng có thể tiếp nhận.